quý khán giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp sáng hôm nay của đài IBC. Theo phúc trình đặc biệt cho biết rằng những chiến binh Ả Rập thực hiện một vụ thảm sát sắc tộc tại Sudan. Họ quyết tâm chôn cất người chết ngay cả những tay súng bắn tỉa trên những mái nhà xung quanh, có nghĩa là đang mạo hiểm mạng sống của mình để làm điều đó. Để cho che thân, họ chôn những người chết vào ban đêm, đặt nhiều thi thể vào cùng một ngôi mộ đào vội vàng. Họ làm việc nhanh chóng, buộc phải từ bỏ phần lớn phong tục chôn cất người Hồi giáo khi họ đặt cha mẹ, con trai, con gái và hàng xóm xuống đất. Những thi thể cho thấy cuộc sống của họ kết thúc một cách tàn bạo như thế nào. Một số bị đốt cháy tới mức không nhận dạng được, một số mất chân tay, những người khác có vết thương ngang cổ họng. Việc chôn cất tại nghĩa trang Al-Gabat tiếp tục kéo dài hơn 7 tuần từ cuối tháng 4 tới giữa tháng 6, biến khu đất hình chữ nhật thành ngôi mộ tập thể lớn cho ít nhất 1.000 người tại thành phố El-Ganina, Sudan ở Tây Darfur. Cuộc tàn sát theo hàng chục nhân chứng là kết quả của 50 ngày tấn công một bộ lạc dân tộc thiểu số châu Phi bởi lực lượng hỗ trợ nhanh của Sudan, một lực lượng bán quân sự Ả Rập của Dân quân Ả Rập đồng minh được gọi là Janjaweed. Raider phỏng vấn hơn 120 người chạy trốn khỏi El Janiyah đến Chad. Những người mô tả trẻ em bị bắn, phụ nữ và trẻ em gái thì bị cưỡng bức, những người bị tay súng bắn tỉa bắn trên đường phố và những người khác bị tàn sát bên trong những ngôi đền Hồi giáo. Ấn Độ dừng cấp thị thực mới cho người Canada, yêu cầu Ottawa giảm bớt nhân sự giữa lúc tranh chấp ngày càng trầm trọng. Ấn Độ hôm thứ Năm ngày 21 tháng 9 đã đình chỉ cấp thị thực mới cho người Canada và yêu cầu Ottawa giảm hiện diện ngoại giao ở nước này, làm leo thang mạnh mẽ cuộc tranh cãi gây ra do cáo buộc của Thủ tướng Justin Trudeau về việc New Delhi có liên quan tới vụ sát hại một người ly khai theo đạo Sikh. Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói với Canada chưa chia sẻ bất kỳ thông tin cụ thể nào liên quan đến những cáo buộc mà ông Trudeau đưa ra và New Delhi sẵn sàng xem xét thông tin đó nếu được cung cấp. Việc Ấn Độ đình chỉ toàn bộ thị thực mới đối với một quốc gia phương Tây là điều mà chưa từng xảy ra và đánh dấu điểm thấp nhất trong quan hệ Ấn Độ-Canada. Thông báo này được đưa ra vài giờ sau khi cao ủy Canada tại Ấn Độ cho biết là họ sẽ tạm thời điều chỉnh sự hiện diện của nhân viên tại nước này sau một số nhà ngoại giao nhận được những lời đe dọa trên nền tảng truyền thông xã hội. Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ấn Độ là Arindam Bakshi cho biết là Ottawa đã được yêu cầu giảm số lượng tại các cơ quan đại diện ngoại giao ở Ấn Độ để mang lại sự cân bằng giữa các cơ quan đại diện của hai nước. Chúng ta tới với những người Do Thái chính thống cực đoan với lễ Yom Kippur như thế nào. Vẫy gà trên đầu những người Do Thái cực đoan chính thống Israel thực hiện nghi lễ gọi là Kapparot trước Yom Kippur là ngày thiêng liêng trong lịch Do Thái của họ, bắt đầu vào ngày 24 tháng 9. Tại khu Mia Sharim của Jerusalem và thành phố khác xung quanh Israel, những người Do Thái giáo đã cầu nguyện khi thực hiện nghi thức truyền thống với những con gà và sau đó thì đem chúng đi giết thịt. Phong tục này tượng trưng cho vấn đề mà ngày lễ của họ được gọi là ngày lễ mà người Do Thái trên toàn thế giới phải tuân theo. Tại Ashdod, bên bờ địa Trung Hải, một số người thực hiện nghi lễ Tashlik, trong đó mọi người đổ túi của mình vào nguồn nước và coi như là ném tội lỗi của mình đi ra biển. Những người thờ phượng thì ném bánh mì xuống biển để thu hút cá về phía họ, để chúng có thể gánh lấy tội lỗi của họ một cách tượng trưng. Đến với phần tin tức từ Việt Nam thì Việt Nam đã đề nghị Hoa Kỳ hạn chế việc điều tra và áp thuế chống phá giá lên hàng xuất cảng của Việt Nam. Lãnh đạo Việt Nam đề nghị phía Hoa Kỳ hạn chế các biện pháp phòng vệ thương mại đối với các mặt hàng dệt may, da giày, đồ gỗ và nông sản của Việt Nam, đồng thời là sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trong chuyến thăm Hoa Kỳ đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen tại New York hôm 20 tháng 9. Trong cuộc gặp này thì ông Chính đã đưa ra đề nghị trên với phía Hoa Kỳ. Cũng trong chuyến thăm Hoa Kỳ của đoàn Việt Nam thì Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đưa ra đề nghị tương tự đối với Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ là bà Gina Raimondo trong cuộc gặp mới đây. Truyền thông nhà nước Việt Nam trích lời Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại cuộc gặp nói rằng ông rất lo ngại trước việc ngày càng gia tăng các vụ điều tra phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất cảng của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ, nhất là các vụ việc nhắm vào các sản phẩm công nghiệp xuất cảng của Việt Nam. Hai vụ gần đây nhất được nói đến là sản phẩm ống thép của Hòa Pháp và Semi Remote. Hồi tháng 8 năm ngoái, thì Bộ Thương mại Hoa Kỳ mở cuộc điều tra lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm ống thép nhập từ Việt Nam, theo như đơn đề nghị từ phía các công ty của Hoa Kỳ. Hàng tấn tôm hùm xuất cảng tử vong ở cửa cảng Móng Cái do Trung Quốc hạn chế nhập cảng, thưa quý vị. Bản tin cho biết khoảng 6 tấn tôm hùm xuất cảng của Việt Nam đã chết ở cảng Móng Cái khi chờ xuất cảng sang Trung Quốc vì Trung Quốc bất ngờ áp đặt hạn chế nhập mặt hàng này.
Báo chí đã dẫn thông tin từ Chi cục Hải quan Móng Cái ngày 21 tây tháng 9 cho biết Trung Quốc bắt đầu hạn chế nhập cảng mặt hàng tôm hùm từ khoảng 3 ngày nay với việc bất ngờ thông báo như thế. Việc Trung Quốc ngừng nhập một cách bất ngờ những mặt hàng tôm hùm khiến cho hàng tấn tôm hùm của Việt Nam không về kịp những kho đông lạnh và chết. Số tôm hùm này phải bán tháo ra thị trường với giá chỉ có 200-400 ngàn đồng một ký, tức là 1/3 giá xuất cảng. Đến sáng ngày 22 tháng 9, lãnh đạo của Chi cục Hải quan Móng Cái cho biết Trung Quốc bắt đầu cho biết là sẽ nhập cảng tôm hùm, những xe đi ra khỏi kho đông lạnh làm thủ tục xuất nhập cảng. Vẫn theo lời giới chức tại Móng Cái, nơi đây mỗi ngày trung bình có khoảng 100 chiếc xe hải sản tươi sống đông lạnh làm thủ tục xuất nhập cảng. Theo thống kê, trong 9 tháng qua, tổng trọng lượng hàng hóa xuất nhập cảng đạt hơn 1 triệu tấn, tăng 80% so với năm ngoái. Còn nhập cảng tính tới ngày 15 tháng 9 là 47 triệu Mỹ Kim. Trứng rán khổng lồ trên đường phố Sao Paulo khi thành phố lớn nhất của Brazil đã chuẩn bị đón đợt nắng nóng. Ba quả trứng rán cỡ khổng lồ rải rác quanh Sao Paulo hôm thứ Hai ngày 18 tháng 9 cảnh báo tình trạng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu ngay khi thành phố lớn nhất của Brazil đang chuẩn bị ứng phó với một đợt nắng nóng có thể khiến nhiệt độ đạt kỷ lục theo mùa trong những ngày tới. Các tác phẩm điêu khắc Art Ex Siden lấy cảm hứng từ thủ thuật từ trứng chín dưới ánh nắng gay gắt là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt 3D tạm thời của nghệ sĩ người Hà Lan tên là Henk Hofstra nhằm mục đích nâng cao nhận thức về khủng hoảng khí hậu. Triển lãm là một phần của lễ hội thúc đẩy sự bền vững thông qua nghệ thuật diễn ra tại 5 thành phố ở Brazil từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 9. Nhiệt độ được dự báo sẽ đạt đỉnh điểm khoảng 37 độ C trong vài ngày tới ở Sao Paulo, nơi đang bắt đầu mùa đông ở Nam Bán Cầu. Thưa quý vị, và chiều hôm nay 5 giờ chiều, Đài ABC TV sẽ tổ chức chương trình vui Tết Trung Thu để duy trì và phát triển văn hóa dân tộc. Tất nhiên còn mang đến rất nhiều niềm vui cho các em nhỏ và cả gia đình được có nhiều cái thời gian bên nhau trong ngày Tết đoàn viên. Ngày 23 tháng 9 2023, tức là thứ Bảy ngày hôm nay, chiều nay từ 5 giờ tới 9 giờ tối, rất nhiều những tiết mục ngay tại hội trường chủ điều ngự của Đài ABC TV của chúng ta với tiết mục ca nhạc, ảo thuật, múa lân, trò chơi bốc thăm trúng thưởng dành cho tất cả mọi người. Các em nhỏ lại càng được nhiều quà hơn, đó là hàng ngàn những chiếc lồng đèn, bong bóng và cả ngàn cái bánh trung thu do siêu thị Thuận Phát bảo trợ. Các em tham gia đề tài vẽ tự do hay là mặc những trang phục đẹp như áo bà ba hay là áo dài hoặc là áo tứ thân vân vân, các em lại càng được nhận thêm nhiều món quà tặng nữa. Các em cũng sẽ được nhận thêm những thú nhồi bông, đồ chơi và những giải thưởng bằng tiền mặt. Với rất nhiều những giải thưởng sẽ được công bố ngay chiều tối hôm nay. Xin mời quý phụ huynh khuyến khích các em đến tham dự chương trình vui Tết Trung Thu vào 5 giờ chiều hôm nay tại chùa Điều Ngự, địa chỉ là 14472 Channel Street, thành phố Westminster. Chương trình sẽ được tổ chức ngay bên trong hội trường lớn và ấm cúng. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc về 714-892-5400, 892-5400. Và chương trình chiều hôm nay cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trên đài IBC TV. Mời quý khán giả tại các tiểu bang khác không thuận tiện để đến tham dự, quý vị có thể đón xem trên IBC TV hoặc là trên Facebook là trang IBC TV Official. Vâng, và kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV buổi sáng ngày hôm nay. Xin quý vị cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và xin đặc biệt gửi lời cảm ơn tới nhà bảo trợ BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. BNT Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín và chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. BNT Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California. Số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ hai tại Gavi Avenue, Rosemead, California. Số phone là 626-999-5865 và trụ sở thứ 3 tại Valley Boulevard, San Gabriel, California. Số phone là 626-570-0342. Hiện tại thì thị trường bảo hiểm đang rất biến động và giá cả leo thang rất nhiều cho tất cả những hình thức bảo hiểm như là xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, workers comp. Quý vị xin hãy đừng ngần ngại gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí và có được những gói bảo hiểm phù hợp với mình. Tuyết Nha và Trang Lương xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và kính chúc quý vị một buổi chiều, một ngày thật vô lượng an lạc và đừng quên tối nay ghé IBC TV Chùa Điều Ngự để dự lễ Trung Thu.